Thưa quý vị, nông nghiệp công nghệ cao đang là xu hướng tất yếu. Vì vậy, Quỹ Đất Đỏ triển khai đồng bộ các giải pháp, chuyển giao kỹ thuật, quy hoạch vùng sản xuất tập trung, có cơ chế chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao. Đến nay, địa phương đã hình thành nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, mang lại hiệu quả kinh tế bền vững. Năm 2019, chị Phạm Thị Thơ ở xã Long Tân, huyện Đất Đỏ đã đầu tư mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng. Hệ thống nhà màng khép kín nên dưa lưới tránh được côn trùng, dịch bệnh gây hại, giảm thiểu việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Thêm vào đó, hệ thống tưới nước, bón phân tự động đưa phân nước hợp lý đến từng gốc dưa, giúp giảm nhân công. Thu hoạch 150 đến 160 tấn dưa lưới một năm. Sau khi trừ chi phí, chị Thơ thu lời hơn 2 tỷ đồng. Cái dưa lưới này trồng thì nó khá là ổn định. Bây giờ hiện tại thì thương lái với tất cả các cái nơi cung cấp siêu thị Bắc Trung Nam người ta đã đặt của mình là khoảng tầm đến 90% rồi. Nên là mình trồng mình cũng rất là yên tâm. Được hỗ trợ của địa phương, năm 2020, ông Hoàng Văn Sơn ở xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ mạnh dạn đầu tư 3.200 m² nhà màng để trồng rau sạch. Với phương pháp canh tác mới này, bình quân mỗi vụ rau, ông Sơn thu hoạch từ 5 đến 7 tấn rau các loại, giá bán ổn định từ 12.000 đến 15.000 đồng một ký. Sau khi trừ chi phí, ông lãi 30 triệu đồng, cao gấp 5 lần so với trồng rau truyền thống. Trước đây thì mình đã làm cái rau truyền thống ấy, thì nó có nhiều cái nỗi lo, ví dụ như là được mùa thì nó mất giá, rồi là mưa gió nó ảnh hưởng rất là nhiều đến năng suất và chất lượng của cái cây rau. Từ hồi lúc mà mình chuyển sang làm với bên nhà màn, mình cảm thấy là cái đầu ra là nó ổn định thì mình thấy an tâm hơn. Tháng 3 năm 2021, huyện ủy Đất Đỏ có công văn chỉ đạo triển khai nội dung đột phá về nông nghiệp công nghệ cao. Qua hơn 2 năm triển khai, trên địa bàn huyện có 7 dự án, 283 mô hình nông nghiệp công nghệ cao, đạt 50 và 76% chỉ tiêu đặt ra. Toàn huyện có 247,9 hectare sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, tăng 54,9 hectare so với năm 2020. Ứng dụng công nghệ cao, giá trị sản phẩm trồng trọt của huyện tăng 1,2 lần so với thời điểm năm 2020, tương ứng với 250 đến 300 triệu đồng một hecta một năm. Tỷ trọng giá trị sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao chiếm 35% trong tổng số giá trị sản xuất nông nghiệp. Các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao của Đất Đỏ đã đáp ứng ngày càng cao nhu cầu thị trường. Một số sản phẩm đã xuất khẩu ra nước ngoài. Năm 2022, thu nhập trung bình của nông dân Đất Đỏ đạt hơn 76 triệu đồng một người một năm. Huyện sẽ tập trung rà soát lại các cái vùng quy hoạch và các cái loại sản phẩm mà có điều kiện lợi thế trên thị trường hiện nay mà trên địa bàn huyện hiện có để tập trung là đầu tư hướng đến là những cái vùng sản xuất tập trung với quy mô phù hợp. Giai đoạn năm 2022-2025, huyện Đất Đỏ sẽ phát triển vùng cây ăn quả 200 hectare, vùng rau 50 hectare, vùng chăn nuôi gà 500.000 con một lứa. Vùng nuôi thủy sản đã được công nhận tiếp tục duy trì mở rộng khoảng 50 đến 100 hectare tại xã Lộc An. Vùng sản xuất giống thủy sản duy trì diện tích 53,99 hectare tại thị trấn Phước Hải và tiếp tục mời gọi doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn huyện.